Phim truyền hình Cuộc đời vẫn đẹp sao với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Thanh Hương đang tiến đến những diễn biến hấp dẫn. Ở tập 33 mới lên sóng, Thạch được bắt đưa đến nhận việc. Trong khi đó, Hoàng nghi ngờ con gái đang giấu mình chuyện mờ ám có liên quan đến Thạch. Trong tập 33, Nga đến vay tiền mẹ để cứu Thạch. Thời lời cô, Thạch đang gặp nhiều khó khăn, cần một số tiền lớn. Mặc cho sự van nài của con gái, bà Hòa dứt khoát từ chối và cho rằng Nga không có nghĩa vụ phải lo lắng cho an nguy của người khác. Bỗng nhiên, bà Hòa gặng hỏi Nga về chuyện mơ ám giữa Thạch với Nga, hay là hai đứa có chuyện gì à? Linh tính của một người mẹ đã mách bảo Hòa điều gì? Liệu con gái của cô có vì yêu mà cãi lời mẹ, ăn cơm trước kẻng? Trước đó, Hòa cấm con gái yêu đương với Thạch vì thấy anh không có tương lai. Trước những diễn biến gay cấn hiện tại, khán giả xem đài rất tò mò về kết cục của Thạch và Nga. Liệu họ có đến được với nhau hay không? Giữa lúc netizen đang đưa ra dự đoán về số phận cặp gà bông, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh đáng chú ý của cả hai. Trong đó, Nga được Thạch bế kiểu công chúa giữa đám đông. Cả hai trao cho nhau ánh mắt đầy tình ý, không ngại thể hiện tình cảm với đối phương. Ảnh trên sau khi được lan truyền trên các hội nhóm đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng khắp. Theo đó, khán giả dành lời khen cho sự đẹp đôi cùng diễn xuất ăn ý của hai diễn viên trẻ. Đồng thời, họ đặt nhiều kỳ vọng vào cái kết đẹp dành cho Thạch, Nga và các nhân vật ở chặng đường cuối. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.